Các bạn đang nghe truyện sông băng tận thế ta trữ hàng chục tỷ vật tư trên kênh TV Audio CV. Chương 1125, nặng nề. Đội thiên thần đột nhiên biến mất, trước đây mỗi lần chiến thắng trở về, họ đều sẽ tiến hành tuyên truyền rất rầm rộ. Nhưng lần này, không ai nhìn thấy chàng trai tóc bạc đẹp trai đó xuất hiện ở nơi công cộng. Mặc dù tuyên truyền là đã giành được thắng lợi, nhưng nhìn thái độ của những kẻ cấp cao, lại có vẻ như cố tình muốn lãng quên một chuyện gì đó. Cảm giác này, giống như rõ ràng là đã giành được chức vô địch thế giới, nhưng ngay cả trang chủ của trang web trò chơi cũng không được đưa tin. Không biết từ đâu bắt đầu, một lời đồn đãi lặng lẽ lan truyền trong thành phố. Nghe nói chưa? Thật ra thì lần này khu vực vây quét người nghe Hồng Lan Nhân đã thất bại rồi, chết rất nhiều người đấy. Ngay cả đội trưởng của đội thiên thần, Đặng Thần Thông cũng đã tử trận rồi, hả? Không thể nào chúng ta ngay cả một đám người nghe hồng nhỏ nhoi cũng không chế ngự được sao ai nói không phải chứ mấy ngày nay ngươi cũng không thấy trong thành không khí không ổn sao nói là giành được thắng lợi nhưng từ đầu đến cuối thống soái và đặng thần thông đều không ai lộ diện chỉ là trên tin tức nói vài câu cho hay ho chuyện này chuyện này quá đáng quá rồi coi chúng ta là trò đùa à nhưng nếu như đội thiên thần còn thảm bại thì chúng ta chẳng lẽ thực sự đánh không lại người nghe hồng nhỏ nhoi kia sao đừng nói nữa chuyện này quá đáng sợ rồi ta không dám nghĩ nữa ngay cả những người của đội diều tra còn thảm bại nữa là chúng ta còn lấy gì để nói thắng với thua tin đồn về trận chiến ngày càng lan truyền rộng rãi cũng ngày càng trở nên kỳ quặc cũng dễ hiểu bởi vì căn bản không ai dám nghĩ đến bạo tuyết thành lại có thể thua trong trận chiến này lẫn trong các luồng cảm xúc này chẳng những có tức giận mà còn có hoảng loạn một tổ chức lang thang nhỏ bé như vậy mà không trấn áp được cầm quyền làm sao bảo vệ an ninh cho người dân đúng lúc này một giọng nói khác cũng bắt đầu xuất hiện không phải thực lực chiến sĩ của chúng ta không đủ mạnh mà là sai lầm trong quyết định của người chỉ huy khiến tính mạng của chiến sĩ bị bỏ phí một cách vô ích chiến lược của đội thiên thần tuyệt đối đáng tin cậy nhưng cấp trên thiếu sót thông tin mà nhất quyết cho khai chiến sớm khiến họ vội vã xông ra chiến trường chiến sĩ của chúng ta thua thiệt vì thông tin mới để thua đối phương tất cả chỉ tại trách nhiệm của cấp chỉ huy, Đặng Thần Thông và đội thiên thần vốn đã có khá nhiều người hâm mộ ở bạo tuyết thành. Giờ khi giọng nói này vừa phát ra, rất nhanh liền được nhiều người ủng hộ. Họ chuyển lửa giận sang người chỉ huy cấp cao. Theo họ thì dù thế nào, người chỉ huy hành động cũng phải chịu trách nhiệm về việc này. Những giọng nói như vậy tuy không thể ngang nhiên lan truyền, nhưng riêng tư, hầu như mọi người đều tụng năm tụng ba bàn tán về vấn đề này thậm chí một số người trong nội bộ cơ quan cũng bàn tán rôm rả lý do rất đơn giản chỉ vì vấn đề này thực sự liên quan đến sự tồn vong và tôn nghiêm của họ động tĩnh này ít nhiều cũng lọc đến tai chu chính lúc này hắn ta vốn đã phiền lòng nghe những lời này lại càng thêm bực bội liên tiếp mấy ngày hắn ta không ăn lấy một hạt gạo nào nghĩ đến đội thiên thần gần như toàn diệt bao gồm cả đội trưởng đặng thần thông hắn ta lòng đau như cắt muốn xây dựng một đội điều tra phải tốn rất nhiều công sức và nguồn lực. Sức chiến đấu của đội thiên thần thiếu hụt, rất có thể không thể bù đắp được. Mà hiện tại, vi tính của hắn ta ở bạo tuyết thành cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Phải nghĩ cách gì đó, ổn định lòng người mới được. Như vậy, việc tiêu diệt thực nguyệt là việc bắt buộc phải làm, nhưng bây giờ, hắn ta dùng được ai, đội hắc bào không có dị nhân cấp đội trưởng tọa trấn, đội thiên thần gần như toàn diệt bốn đội điều tra còn lại đều có nhiệm vụ quan trọng không về được mà nếu thực sự muốn đánh hắn ta cũng phải rút kinh nghiệm lần này triển khai toàn lực tuyệt đối không được coi thường kẻ địch nữa nghĩa là ít nhất phải có hai đội điều tra cùng ra trận mới tương đối chắc ăn trong lúc nội lo sự xâm lược của nước ngoài như thế một người đến đã giúp chu chính một tay đó chính là đặng viễn bá người đứng đầu đặng gia chủ tịch tập đoàn đặng thị sáng hôm đó trời u ám tuyết rơi trắng xóa. Chiếc xe riêng của đặng viễn bá đến trung tâm chỉ huy tác chiến, trụ cột vững chắc của đặng gia hơn 50 tuổi này lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau thất bại trong trận chiến. Nhiều người thầm để ý đến động thái của hắn ta. Đặng viễn bá đến cùng vì muốn chất vấn chu chính hay là ủng hộ chu chính, thái độ của hắn ta rất quan trọng. Bởi vì bây giờ, phát biểu của nhân vật quan trọng này chắc chắn có thể khiến dư luận thay đổi. Hơn nữa, hắn ta mất đi người thừa kế, cũng là người chịu tổn hại nặng nề nhất trong hành động này vì vậy quyền lực của hắn ta lại càng nặng thêm vài phần khi chu chính biết đặng viễn bá đến cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị hắn ta bảo lang tân thành mời đặng viễn bá đến văn phòng hai người đóng cửa nói chuyện rất lâu nội dung cuộc trò chuyện này cụ thể là gì không ai biết chỉ là sau cuộc trò chuyện lang tân thành bất chợt phát hiện vẻ u ám trên mặt chu chính đã giảm đi nhiều hắn ta thở phào nhẹ nhõm chu chính có thể vực dậy tinh thần là điều mà hắn ta mong muốn nhất nếu không nếu chu chính là người trực tiếp chỉ huy của hắn ta xảy ra chuyện hắn ta sẽ khó giữ được vị thế của mình ở bạo tuyết thành chu chính tiễn đặng viễn bá đi suy nghĩ một hồi bình tĩnh nói với lan tân thành có thể gỡ bỏ lệnh cấm túc đối với trương dịch và những người khác ngươi đi gọi trương dịch và bách lý trường thanh đến đây ta có chuyện muốn nói với bọn họ lan tân thành gật đầu miệng nói vâng hắn ta vội vàng đi sắp xếp để đưa Trương Dịch và Bách Lý Trường Thanh đến. Không lâu sau, Trương Dịch và Bách Lý Trường Thanh nhận được tin liền đến trung tâm tác chiến. Hai người chạm mặt nhau ở hội trường tầng 1. Bách Lý Trường Thanh nở nụ cười cay đắng với Trương Dịch. Trương Dịch trong lòng hiểu ngay. Trước đó hai người liên kết lừa dối đại khu Giang Nam, không để tầng lớp cao cấp của khu vực biết được thực lực của Trương Dịch. Nhưng lần này trong nhiệm vụ dẫn dụ thực nguyệt, thực lực mà trương dịch thể hiện rõ ràng vượt xa so với dự đoán của đại khu chỉ riêng khía cạnh này khu vực chắc chắn sẽ khiển trách bách lý trường thanh chỉ là trong thời gian đó hai người cũng không thể trò chuyện dù có muốn thống nhất lập trường cũng không thể làm được hiện tại chu chính gọi hai người bọn họ đến chắc chắn không tránh khỏi việc hỏi đến chuyện này trương dịch thì còn ổn bản thân hắn ta không phải người ở bạo tuyết thành chu chính dù có trách tội hắn ta thì cũng chỉ có thể mắng mỏ vài câu chứ không thể đưa ra hình phạt thực chất được dù sao việc che giấu thực lực của mình không phải là lỗi nhưng bách lý trường thanh vốn là đội trưởng đội điều tra hành vi này thì không dễ nói rồi tội danh có thể lớn có thể nhỏ toàn bộ tùy thuộc vào tâm trạng của chu chính lan tân thành đích thân xuống lầu đón hai người hắn ta tướng mạo khôi ngô nhưng nhìn qua có vẻ hơi u ám có lẽ là bởi vì hắn ta là quan văn nhưng trương dịch không thích kẻ này lắm bởi vì lan tân thành là kiểu người mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra hắn ta rất tinh ranh giao tiếp với kiểu người này rất dễ bị thua thiệt tuy nhiên trương dịch không sợ điều này ngược lại hắn ta còn thấy bộ dạng giả vờ thông minh của lan tân thành có hơi buồn cười người thực sự thông minh thường rất điềm tĩnh không phô trương khoe mẽ hai vị xin mời lên lầu chu soái chu đã đợi hai vị từ lâu rồi trương dịch tỏ ra bình thản mỉm cười gật đầu rồi đi theo Lan Tân Thành. Bách Lý Trường Thanh vẻ mặt phức tạp, nhưng đã đến nước này rồi thì đành phải cắn răng mà đi theo. Không lâu sau, hai người đi đến văn phòng của Chu Chính. Lan Tân Thành không vào mà đứng ở bên ngoài, rồi đóng cửa lại. Bên trong chỉ có Chu Chính và vệ sĩ riêng của hắn ta là Tôn Lộc Huyền. Chu Chính ngồi trước bàn gỗ tử đàn, hai tay chấp lại đỡ cầm, ánh sáng buổi chiều hơi u ám, che khuất nửa bên mặt của hắn ta, cũng như tôn lộc huyền trong bóng tối. Bầu không khí trong phòng làm việc có chút kỳ lạ. Trương Dịch trong lòng thầm nói, gọi ta đến chắc chắn không có việc gì khác, chắc chắn là để ta tiếp tục xuất lực, đi đối phó với thực nguyệt. Dù không ý kiến gì với việc đối phó với đám lưu manh xứ nghe hồng, nhưng nếu để ta đi liều mạng thì hừng, ta không thích đâu. Xem hắn ta nói thế nào đã. Bách Lý Trường Thanh đứng bên cạnh Trương Dịch, mặt nghiêm nghị, trán đã hơi lấm tấm mồ hôi. Chu Chính ngẩng đầu nhìn họ, khóe miệng hơi cong lên, nói với vẻ thâm sâu, các ngươi đến rồi, ngồi xuống đi, vâng, Bách Lý Trường Thanh nói rất lớn, có thể thấy hắn ta hơi căng thẳng. Còn Trương Dịch thì mỉm cười gật đầu, cảm ơn thống soái. Hai người ngồi xuống trước bàn gỗ tử đàn. Ánh mắt của Chu Chính trực tiếp rơi vào người Trương Dịch. Trương Dịch, trong chiến dịch vây quét thực nguyệt lần này, ngươi là người có công rất lớn. Điều này khiến ta rất bất ngờ không ngờ ngoại thành lại có dị nhân mạnh mẽ như vậy hắn ta cười đưa tay chỉ vào trương dịch tiểu tử nhà ngươi giấu kỹ thật đấy nói rồi hắn ta liếc nhìn bách lý trường thanh bên cạnh ngay cả đội điều tra của đại khu chúng ta cũng không phát hiện ra bách lý trường thanh cảm thấy cổ họng hơi nghẹn hắn ta vốn định lên tiếng giải thích điều gì đó nhưng lại không biết phải mở lời thế nào trương dịch lại mỉm cười lên tiếng giúp hắn ta giải tỏa áp lực thỏ không có ba hang ta giữ lại một số thủ đoạn để bảo vệ tính mạng cũng là để có thể sống tốt trong thời mạc thế mong chu soái có thể thấu hiểu chu chính gật đầu nói không sai quả nhiên là người rấy cẩn trọng cũng đủ khả năng che giấu đây là phẩm chất rất ưu tú nếu ở trên chiến trường thì những người lính như ngươi là người dễ sống sót nhất bách lý trường thanh nghe xong không khỏi bắt đầu thầm than trong lòng trước đó hắn không phải vẫn luôn nói trương dịch chỉ biết phòng thủ không giỏi tấn công lối đánh quá an toàn coi lợi ích bản thân là trên hết, không phải là người lính đủ tiêu chuẩn sao? Chà, thật tuyệt, hóa ra là ngài trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Đối mặt với lời khen ngợi của Chu Chính, Trương Dịch lại biểu hiện rất bình tĩnh. Những lời nghe êm tai này không thể tin vào là sự thật, không biết sau đó hắn ta sẽ bắt mình làm cái gì. Ngài đã quá khen, thực lực của ta so với tinh nhuệ của Bảo Tuyết Thành vẫn còn chênh lệch rất lớn. Đặc biệt so với quân nhân chính quy tố chất chiến đấu của ta còn kém xa lời này vừa nói ra chu chính không khỏi nghĩ đến những thành viên của tiểu đội thiên thần hy sinh còn có cả hậu bối mà hắn ta rất kỳ vọng là đặng thần thông ánh mắt hắn bắt đầu trở nên lạnh lẽo chuyện này không nên nhắc đến nữa kết quả của trận chiến này đã khiến ta nhìn rõ rất nhiều chuyện chu chính đột nhiên thở dài ánh mắt trở nên bồng bềnh trong bối cảnh của thời đại đại biến dị tác dụng của binh lính thông thường càng ngày càng yếu. Thậm chí đến cảnh giới chiến đấu của dị nhân cấp cao thì một chiến sĩ bình thường có xuất sắc thế nào đi chăng nữa. Không, thậm chí dị nhân cấp thấp đều gần như không thể ảnh hưởng tới cục diện chiến đấu. Chu chính nhớ đến đám thành viên tiểu đội thiên thần hy sinh kia. Không ai trong số họ không được đào tạo bài bản. Nhưng những kẻ đánh bại họ lại chỉ là đám lan nhân làm đủ mọi ngành nghề của Nghê Hồng. Nói cách khác, thời đại mới đã tới đại diện cho hình thức chiến tranh mới đã xuất hiện trận chiến này đã cho tất cả chúng ta một bài học chỉ có dị nhân đỉnh cấp và thông tin tình báo hai thứ này mới là mắt xích quyết định thắng bại của trận chiến chu chính thở dài nói trước đây chúng ta quá tự phụ vẫn đang đắm chìm trong ưu thế đông đảo về quân số và tác chiến trên sân nhà nếu những suy nghĩ này không kịp thời thay đổi về sau chúng ta còn phải nếm quả đắng nghe phân tích của chu chính trương dịch liên tục gật đầu Dĩ nhiên, làm vậy chủ yếu cũng là để cho vị lãnh đạo biết, hắn rất đồng ý với phát biểu của vị lãnh đạo. Còn về quan điểm này, Trương Dịch đã sớm có rồi. Bắt đầu từ lần chiến đấu với dị nhân của thành phố Đại Trạch kia. Gần ngàn người của quân đội thành phố Đại Trạch, 72 dị nhân, 800 binh lính tinh nhuệ, thế mà lại không đỡ được một mũi phá diệt chi mâu đánh từ xa của Trương Dịch. Đây, chính là hình thức chiến tranh của thời đại mới. Dị nhân, sẽ trở thành chủ đạo quyết định chiến trường vượt trên cả vũ khí nóng có lẽ chỉ sau đét ập lớp đó là chút thể diện cuối cùng của thời đại vũ khí nóng cho nên chu chính đặt hai tay lên bàn ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt trương dịch kế hoạch báo thù sắp tới của chúng ta chính là phải lấy dị nhân làm chủ đạo hơn nữa còn phải là dị nhân cấp cao làm chủ đạo ta quyết định sẽ giao quyền chủ động chiến trường cho các ngươi cho nên trương dịch ta hy vọng ngươi có thể trực tiếp dẫn đội thực hiện nhiệm vụ tiếp theo không khí đột nhiên yên tĩnh hẳn đi trương dịch im lặng không nói bách lý trường thanh giật mình quay đầu nhìn hắn vẻ mặt vô cùng chấn động vây quét tổ chức thực nguyệt chuyện lớn như vậy vậy mà lại giao cho trương dịch một dị nhân ngoại thành làm chủ đạo bách lý trường thanh cũng không dám tin vào tai mình nhưng nghĩ kỹ lại thì bây giờ bảo tuyết thành đã vào thời kỳ cả người hai đội điều tra đều tử thương mất đi lực chiến đỉnh cao trong khi đó một mình trương dịch đã giết chết bốn thành viên thực nguyệt ngược lại trở thành người phù hợp nhất. Trong đó ít nhiều có chút ý nghĩa mỉa mai. Trương Dịch không nói lời nào, bởi vì não hắn bị treo tạm thời. Hắn biết Chu Chính sẽ để hắn ra chiến trường, nhưng không ngờ Chu Chính lại để hắn dẫn đầu nhiệm vụ vây quét sắp tới. Cái gánh này đến hơi nhanh, còn rất nặng. Trương Dịch là một người lười biến thành quen, không thích dẫn đội làm nhiệm vụ, đặc biệt là dẫn một đám người xa lạ chỉ biết kéo chân nhau ta thấy mình không đủ năng lực để gánh vác một trách nhiệm trọng đại như vậy hay là ngươi đổi người khác làm đi bạo tuyết thành không thiếu người tài xuất chúng chu chính nhìn hắn với ánh mắt thâm thúy ngươi nói cũng không sai nhưng mà ở trên người ngươi có một loại năng lực mà không ai khác có được đó chính là nhược điểm lớn nhất của thực nguyệt trương dịch nhìn chu chính trong lòng thoáng đoán được chút ít còn chưa kịp chờ trương dịch mở miệng hỏi chu chính đã giải thích mặc dù lần này chúng ta thua thảm hại, nhưng sau khi trả giá thì cũng thu hoạch được đủ lượng thông tin tình báo. Không chỉ khiến chúng ta hiểu biết nhiều hơn về năng lực của dị nhân thực nguyệt, mà còn biết được nhân vật mấu chốt nhất của đối phương. Chu Chính hai tay đè mặt bàn, ánh mắt rét lạnh. Chúng ta đã luôn suy nghĩ sai lầm, Hao Ao Kiêu Ma căn bản không phải là nhân tố cốt lõi của thực nguyệt, nhân tố cốt lõi của bọn họ là vua nữ có năng lực tiên tri, Mayumi Takechi, Trương Dịch, quả nhiên là như vậy xem ra ta đã đoán đúng chu chính tiếp tục nói chúng ta đã nắm rõ năng lực của cô ta hắn ta giơ hai ngón tay lên thứ nhất cô ta sở hữu một loại năng lực mang tính tiên tri nào đó loại năng lực này có thể giúp cô ta nhìn thấu tương lai ở một mức độ nào đó cũng chính vì thế mà mọi hành động của chúng ta đều bị chúng phái đúng người ứng phó một cách thích hợp nhất chỉ riêng năng lực này thôi đã làm suy yếu đi ít nhất ba phần thực lực của chúng ta thậm chí ngay cả khi chúng ta sử dụng đét ập lớp cũng không thể nào diệt trừ được bọn chúng chu chính nghĩ lại đến lần phóng đét ập lớp kia cũng không khỏi rùng mình sợ hãi hắn ta thở hắt ra một hơi thật dài ngươi cũng không thể tưởng tượng được đâu ngay khi ta vừa mới có suy nghĩ thì mấy phút sau cô ta đã đoán trước được ta sẽ làm gì rồi trên mặt trương dịch không có mấy biểu cảm ngạc nhiên những điều này hắn cũng đã đoán được rồi xét cho cùng thì hắn là người tiếp cận chiến trường ấy hơn bất kỳ ai nhưng bách lý trường thanh thì lại đưa ra câu hỏi nghi vấn nhưng mà như vậy cũng không giải thích được một chỗ nếu cô ta thực sự có thể tiên đoán được tương lai vậy tại sao trương dịch lại có thể diệt được bốn thành viên của chúng chứ chu chính khẳng khái nói không sai ngươi đã hỏi đúng trọng tâm vấn đề rồi chúng ta phát hiện ra rằng bọn chúng hành động ở hầu hết các chiến trường đều nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối nhưng sự xuất hiện của một người đã làm xáo trộn năng lực tiên đoán của đối phương chu chính mắt sáng quắc cúi đầu nhìn chăm chú trương dịch như thể đã phát hiện ra một bảo bối vô cùng hiếm có chỉ cần có trương dịch ở đó thì năng lực tiên đoán của cô ta sẽ mất đi hiệu lực thật kỳ lạ đúng không trương dịch đây cũng chính là lý do tại sao ta hy vọng ngươi sẽ dẫn dắt đội phụ trách nhiệm vụ lần này bởi vì chỉ có ngươi mới có thể phá vỡ tình thế khó khăn của chúng ta phá vỡ năng lực tiên đoán của đối phương bách lý trường thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm trương dịch trong lòng hắn cũng vô cùng khó hiểu. Rõ ràng năng lực của trương dịch là không gian mới đúng chứ? Nhưng tại sao lại có thể can thiệp được vào năng lực tiên đoán của Mayumi Takerji, hắn nghĩ mãi mà không ra. Chu chính cúi thấp người, đầu áp sát vào trương dịch, từng câu từng chữ hỏi một cách nghiêm túc, trương dịch, tình hình như thế này, ta hy vọng ngươi có thể thành thật với chúng ta. Rốt cuộc ngươi đã sử dụng thủ đoạn nào để phá giải năng lực tiên đoán của cô ta vậy? Trương dịch thở dài một tiếng, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào đôi mắt chất vấn của Chu Chính. "Ta không biết. Thật ra ngay từ khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, ta đã nhận thấy có điều gì đó không ổn rồi. Ta cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại đặc biệt như vậy." Đây chính là một lời nói dối. Trong lòng Trương Dịch Kỳ thực đã mơ hồ đoán ra được sự thật. Năng lực tiên đoán, nói cách khác, chính là một loại vũ khí quy luật nhân quả. Nó dựa vào là định mệnh đã được định sẵn nhưng mà trương dịch là người trọng sinh mặc dù có thể điều này có liên quan đến năng lực mà trương dịch vẫn chưa khai phá được nhưng ở trên dòng thời gian ban đầu trương dịch đáng lẽ phải là một người đã chết thế nên tương lai của hắn cũng không thể nào dự đoán được còn không gian mà hắn đang tồn tại cũng đã hình thành nên một loại trường thẳng riêng biệt làm cho loại năng lực có thể tiên đoán tương lai này đối với hắn đã không còn hiệu lực chu chính tiếp tục kể cho trương dịch về kế hoạch của mình nhất định phải trừ khử thực nguyệt diệt trừ chúng thì mới có hòa bình mới có hạnh phúc ngươi đang ở nhà ăn lẩu hát hò vui vẻ cùng vợ con đột nhiên thực nguyệt ở đâu lại xuất hiện cho nên những ngày tháng không có thực nguyệt mới là những ngày tháng tốt đẹp trương dịch vẫn không muốn gánh vác trọng trách ta vẫn thấy mình không thích hợp xin lãnh đạo ngài hãy xem xét lại ta có thất bại cũng không sao chủ yếu là phụ lòng mong đợi của lãnh đạo làm mất mặt đại khu giang nam và cả dân tộc hoa hạ đó mới là tội lớn chu chính cao mày bỗng nhiên tỉnh ngộ rõ ràng trương dịch là kiểu người không thấy cọc không leo cây không có lợi ích mà muốn hắn ta nhận nhiệm vụ lớn như vậy đương nhiên hắn ta không đồng ý chu chính đập bàn một cái lần hành động này ta định hợp nhất đội thiên thần còn sóc lại và đội hát bào ngươi dẫn đội thành lập một đội mới ta đã nghĩ ra được tên mới rồi gọi là thiên cẩu Tengu một sinh vật trong thần thoại và truyền thuyết Nhật Bản. Trương Dịch trợn mắt. Liếm chó. Đúng là, cái tên rất hay. Chu Chính nói tiếp, thiên cẩu thực nguyệt. Mục đích của đội này là diệt trừ sạch sẽ lũ thực nguyệt chó chết cho ta, hắn ta nói đến chỗ kích động, đập bàn thật mạnh. Sau đó hắn ta giang hai tay về phía Trương Dịch. Trương Dịch, ngươi sẽ trở thành đội trưởng đội này. Nói cách khác, chúc mừng ngươi, có thể trực tiếp trở thành đội trưởng của đội điều tra rồi, Trương Dịch nghe xong, trong lòng không chút dao động. Hắn đưa tay sờ cầm, nhưng ta không hứng thú với chuyện này. Bách Lý Trường Thanh vô cùng phức tạp, Chu Chính thậm chí không thèm hỏi ý kiến của hắn mà đã định cho Trương Dịch làm đội trưởng mới. Nói cách khác, hắn chỉ làm đội trưởng chưa đầy một tháng, trong chớp mắt đã mất chức. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn rõ ràng cảm nhận được rằng mình đúng là không có năng lực làm đội trưởng mà mọi người khác cũng chưa từng xem hắn là một người đội trưởng đây là một thế giới rất khắc nghiệt và thực tế người không có năng lực thì đương nhiên không được coi trọng nhưng so với chuyện này trương dịch có thái độ như vậy thì bách lý trường thanh không hề ngạc nhiên hắn hiểu trương dịch muốn gì cả chu chính lẫn vệ sĩ của hắn là tôn lộc huyền đều lộ vẻ kỳ lạ chu chính hỏi ngươi có biết đội trưởng điều tra có ý nghĩa như thế nào không trong toàn bộ đại khu giang nam đội trưởng của một đội điều tra là những người có đặc quyền rất lớn ngoại trừ một số ít cấp cao quyền hạn của họ là lớn nhất nếu ngươi mà làm đội trưởng điều tra thì ngươi sẽ có quyền lực tối cao danh tiếng ngươi có thể được hàng vạn người ngưỡng mộ trở thành anh hùng trương dịch không hề động lòng hắn chỉ cười nhạt điềm đạm nói ta không muốn làm anh hùng danh tiếng quyền lực những thứ này ta cũng không muốn ta chỉ muốn cuộc sống ổn định có vật chất và tinh thần sung túc nhưng những thứ đó ta cũng không thiếu trong mắt tôn lộc huyền lóe lên vẻ kinh ngạc hắn nhìn trương dịch sự ngưỡng mộ trong lòng dân trào tôn lộc huyền mỉm cười lặng lẽ gật đầu có thể coi nhẹ danh lợi như vậy tâm tính của chàng trai này thật khó có được chu chính cũng chìm vào im lặng một lát tay hắn gõ nhẹ trên bàn nếu ngay cả những thứ này mà trương dịch còn không quan tâm vậy thì còn điều gì có thể khiến hắn ta động lòng nhưng trương dịch lại tự mở miệng trước ta vẫn giữ nguyên câu nói trước đó cần ta giúp tiêu diệt thực nguyệt ta tuyệt đối không lãng tránh nhưng đừng để ta làm đội trưởng gì gì đó ta thích hành động một mình hơn đến cùng là hợp tác với các ngươi mà ta cũng không giỏi chỉ huy trương dịch vô cùng chán ghét việc mang thêm một đám gà mờ nói tóm lại có mấy đứa chân ngắn đi theo bên cạnh phiền muốn chết thì ra ngươi nghĩ như vậy, Chu Chính hít sâu một hơi. Trương Dịch tuy không từ chối tham gia vào cuộc vây quét lần sau nhưng Chu Chính vẫn khá hài lòng. Chỉ có điều, hắn ta có hơi không hiểu tại sao bọn trẻ bây giờ lại sống như kiểu nằm một chỗ. Rõ ràng đã trao cho hắn cơ hội thăng chức tăng lương, cũng cho hắn cơ hội rạng danh thiên hạ vậy mà hắn lại không muốn thế. Chu Chính xoa xoa cầm đầy râu của mình, nói, nhưng, ngoài ngươi ra thì không còn ai phù hợp hơn với vị trí này suy cho cùng hai đội điều tra cần phải hợp nhất, chức đội trưởng không phải dễ dàng mà lên được. Yếu tố then chốt nhất là phải đủ thực lực, Chu Chính cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn. Nếu không thì hắn ta cũng sẽ không để một dị nhân từ ngoại thành tạm thời lên chức, làm đội trưởng đội, thiên cẩu. Trương Dịch mỉm cười. Còn về chuyện này, ngươi cứ từ từ mà cân nhắc đi. Ta tin là sẽ có người phù hợp hơn ta. Làm đội trưởng là chức để đổ lỗi, lỡ sau này có xảy ra vấn đề gì chỉ có nước người người đến tìm đánh trương dịch chết cũng không làm thấy chu chính có vẻ do dự nhưng sau khi suy nghĩ một lúc hắn ta cười nói được rồi ta sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này nhưng chỉ cần ngươi chịu vào thiên cẩu thì cũng tốt ngươi cũng có thể về suy nghĩ kỹ lại nếu đổi ý thì vị trí này sẽ vẫn luôn dành cho ngươi trên mặt chu chính nở nụ cười ôn hòa hết mức có thể Điều này khiến Bách Lý Trường Thanh sững sờ. Mảnh hổ Chu Chính vốn được biết đến là người nghiêm khắc, hắn ta rất ít khi bộc lộ biểu cảm như thế này với người khác. Dù là đặng thần thông hồi xưa cũng thường xuyên bị Chu Chính quát mắng vì thái độ hờ hững. Bách Lý Trường Thanh không nhịn được nhìn về phía Trương Dịch. Khuôn mặt chán trường kia mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngoài việc điển trai ra thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng rõ ràng là địa vị của hắn trong lòng Chu Chính đã khác rồi. Trương Dịch nghi người về phía trước, bỗng mỉm cười nói với chu chính vậy thì chu soái nếu bảo ta đi đánh thực nguyệt thì chắc vật tư phải được cung cấp không giới hạn đúng chứ hắn sẽ không phí công vô ích có lợi thì không chiếm là đồ ngốc bảo tuyết thành gia tài kết xù hắn phải tranh thủ cơ hội này vơ vét thật nhiều mới được hơn nữa hắn còn có 420 triệu điểm tích lũy trên tay mà vẫn chưa tiêu hết. Để trong người thì có đâu mà ăn, hắn cũng muốn mau chóng tiêu xài đi cho rồi. Chu Chính nghe vậy thì miễn cười nói, tất nhiên là được rồi. Cứ thoải mái chọn vũ khí, chỉ cần là thứ ngươi để mắt thì cứ việc lấy đi. Khụ khụ, đúng lúc này, Tôn Lộc Huyền ho một tiếng ở phía sau hắn ta. Sau đó hắn ta khẽ nhắc nhở Chu Chính, Chu Soái, hắn là dị nhân hệ không gian đó. Sắc mặt Chu Chính cứng đờ, lập tức cảm thấy sau lưng lạnh toát, trán cũng toát mồ hôi hột. Mẹ kiếp, Thiếu chút nữa là vì quá thật thà nên đem hết gia tài của Bảo Tuyết thành cho đi mất, khụ khụ, về mặt hậu cần ngươi cứ viết thành một bản danh sách là được. Ta sẽ cho người của mình gửi cho ngươi, thấy kế hoạch của mình bị phá sản, Trương Dịch không khỏi thở dài. Được thôi, như vậy cũng được. Nhưng việc vật tư có thể để lại nói sau, ta muốn được trang bị cho một đợt trang phục hàng đầu. Đặc biệt là những bộ quần áo chiến đấu màu đen bó sát. Ta muốn có thêm vài bộ Đồ chiến đấu màu đen gây ấn tượng quá sâu sắc với Trương Dịch, dù không sử dụng kỹ năng tăng tốc cũng có thể giúp chức năng cơ thể hắn được cải thiện. Hắn rất khao khát được sở hữu nó. Chu Chính tò mò hỏi, nhiều bộ như vậy là muốn tặng cho bạn bè sao? Sau khi trở thành thành viên của điều tra đội tạm thời, Thiên Cẩu, thứ trang phục chiến đấu này chắc chắn phải trang bị. Nhưng Trương Dịch không chỉ nghĩ cho một mình mình. Trong nhà có nhiều bạn bè như vậy, tốt nhất là ai cũng có một bộ. Trương Dịch gật đầu, ta hình như có thể nhận được một bộ nhỉ. Những bộ khác ta dùng điểm tích lũy của mình đổi. Không biết có được không, Bách Lý Trường Thanh nghe vậy, vội vàng nhắc nhở Trương Dịch, Trương Dịch, những thứ đó đều là bí mật kỹ thuật tối cao của Bảo Tuyết Thành, không được lưu truyền ra ngoài. Nhưng Chu Chính đã ngắt lời hắn ta. Vì sao lại không được, Bách Lý Trường Thanh, Chu Chính nhìn chầm chầm Trương Dịch với ánh mắt nóng bỏng để có thể rửa sạch mối nhục lần này tiêu diệt thực nguyệt hắn ta có thể đáp ứng hầu hết mọi điều kiện của trương dịch chỉ cần người này có thể phá giải được thủ đoạn nhân quả luật của đối phương rồi đồng ý gia nhập thiên tẩu là được chu chính là một quân nhân nhưng hắn ta cũng là một nhân vật lớn có tài thống lĩnh hắn ta biết cách thu phục lòng người khiến người ta hết lòng vì mình một điểm cực kỳ quan trọng là tuyệt đối không được keo kiệt hắn ta khoanh tay lại vài bộ trang phục chiến đấu thôi mà miễn là ngươi muốn đổi muốn đổi bao nhiêu thì cứ đổi thoải mái dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà trương dịch vội xua tay nào nào ta chỉ nói là lần này ta sẽ tham gia thôi nhưng không có nghĩa là ta đồng ý gia nhập bạo tuyết thành ta vẫn quen nằm ườn trong ổ nhỏ của mình hơn chu chính cười ha hả cái này thì dễ nói không cần ngươi vội quyết định hiện tại việc quan trọng nhất là giải quyết vấn đề thực nguyệt chỉ cần trương dịch có thể giúp hắn ta thu dọn được thực nguyệt hắn ta thậm chí có thể gọi trương dịch một tiếng là đại ca vậy thì nếu không còn việc gì nữa ta có thể rời đi trước không trương dịch chỉ tay ra phía cánh cửa lớn phía sau bây giờ hắn cũng không thể chờ đợi thêm để đổi vài bộ trang phục chiến đấu màu đen bộ hắn đang mặc trước đây là bách lý trường thanh bí mật cho hắn mượn đã trả lại từ lâu rồi bây giờ hắn muốn nhanh chóng lấy được bộ của riêng mình chu chính mỉm cười gật đầu tất nhiên là được lát nữa để bách lý trường thanh đi cùng ngươi tiện thể hôm nay các ngươi còn được gặp một người rất đặc biệt nghe vậy trương dịch và bách lý trường thanh đều tò mò nhìn về phía chu chính người rất đặc biệt đặc biệt đến mức nào trương dịch không khỏi tò mò chu chính sắc mặt nghiêm túc lần hành động này chúng ta đã rút kinh nghiệm từ lần trước tuyệt đối không xem thường thực lực của đối phương nữa, mà lấy lực lượng áp đảo tuyệt đối để chiến đấu với chúng, chính vì thế, ta đã liên lạc với vài điều tra đội khác đang làm nhiệm vụ bên ngoài. Ánh mắt Trương Dịch đông lại, lại có điều tra đội xuất hiện nữa sao? Bách Lý Trường Thanh nuốt một ngụm nước bọt, "Là, điều tra đội nào vậy?" Chu Chính cười nhạt, "Đội Luân Hồi." Câu nói này vừa thốt ra, sắc mặt Bách Lý Trường Thanh lập tức chuyển mây đen thành mây sáng trương dịch có thể cảm nhận được niềm vui phát ra từ sâu trong lòng hắn ta rõ ràng là trong đội luân hồi có người có quan hệ rất tốt với hắn ta tuyệt quá nếu là họ thì chúng ta càng có phần thắng nhiều nhiều chu chính gật đầu các đội khác đều đang làm nhiệm vụ quan trọng không thể về ngay được chỉ có họ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ ở phương bắc vừa nhận được tin của ta đã phi ngựa trở về đến lúc đó hai đội các ngươi cùng hợp sức nhất định có thể tiêu diệt thực nguyệt trong một trận chu chính nắm chặt nắm tay nụ cười trên mặt không thể che giấu được lòng căm thù thực nguyệt đáng sợ trong lòng hắn ta trương dịch gãi gãi má hắn cũng không hiểu biết gì về các điều tra đội khác cũng chỉ nghe bách lý trường thanh giới thiệu qua loa biết được tên của mấy đội kia mà thôi đúng rồi ấn tượng sâu sắc nhất của hắn là hoa hồng đội vì thành viên trong đội đó đều là nữ ừm ta sẽ hợp tác thật tốt cùng với bọn họ trương dịch trong lòng có chút tò mò với đội tuần hồi nhưng giờ hắn lại vội đi đổi vật phẩm nên chào tạm biệt chu chính rời khỏi văn phòng bách lý trường thanh cũng đứng dậy định rời đi nhưng chu chính lại gọi hắn ở lại bách lý trường thanh khuôn mặt chu chính vẫn nở nụ cười nhưng nụ cười đang biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường cuối cùng trở về vẻ mặt lạnh lùng uy nghiêm chu soái bách lý trường thanh nuốt nước bọt trong lòng vô cùng căng thẳng chu chính nhìn chằm chằm vào mắt hắn từ đôi đồng tử màu nâu của hắn bắn ra luồng sáng khủng khiếp khiến bách lý trường thanh cảm thấy sau lưng lạnh toát nắm bắt cho tốt cơ hội lần này hơn nữa đừng để có lần sau nữa bách lý trường thanh trong nháy mắt hiểu rõ ý của chu chính việc hắn hợp tác với trương dịch lừa gạt lãnh đạo khu vực chu chính không phải kẻ ngốc thì cũng có thể hiểu được bây giờ không trừng phạt hắn chỉ vì bạo tuyết thành hiện tại đang cần người vì vậy hãy cho hắn ta một cơ hội, thể hiện tốt trong hành động đối phó với thực nguyệt sắp tới. Nếu hắn ta không nắm bắt được cơ hội, hoặc tái phạm lỗi lầm tương tự thì điều đang chờ đợi hắn ta nhất định là hình phạt nghiêm khắc nhất của tòa án quân sự, vâng. Cảm ơn chu soái Bách Lý Trường Thanh đứng thẳng tắp, như một cây cột thô. Phải đến khi hắn rời khỏi văn phòng của chu chính, hắn mới phát hiện ra sau lưng mình đã ướt đẫm, hai chân mềm nhũng. Bách Lý Trường Thanh thở hắt ra một hơi, khuôn mặt có hơi tái nhợt, nhưng khi luồng hơi lạnh trong ngực này trào ra nội tâm đã dễ chịu đi rất nhiều hắn tạm thời vượt qua được cửa ải này trương dịch ở cách đó không xa dựa vào tường bình tĩnh nhìn hắn chuyện này không liên quan gì lớn đến hắn hơn nữa hắn cũng biết chu chính sẽ không trừng phạt bách lý trường thanh vào lúc này dù sao thì cũng cần phải dùng người ổn chứ trương dịch hỏi bách lý trường thanh nhìn xung quanh quả nhiên các vệ binh yên vân gần đó tò mò nhìn về phía này Hắn vội vàng thẳng lưng, giả bộ như không có chuyện gì đi đến bên cạnh Trương Dịch. Không có gì cả, Chu Soái vừa động viên ta vài câu, bảo ta làm việc chăm chỉ, ha ha ha, dù sao cũng là người trung niên, vẫn còn sĩ diện. Trương Dịch cũng không vạch trần hắn ta, đi thôi, dẫn ta đi đổi vũ khí. Bây giờ ta chỉ cần loại áo giáp đen đó, còn những thứ khác thì không cần. Vật tư sinh hoạt trong tay Trương Dịch không thiếu. Trong kho của Bảo Tuyết Thành, chỉ có loại vũ khí công nghệ cao đó mới có thể khiến hắn động lòng. Bách Lý Trường Thanh nghiêng đầu nhìn Trương Dịch, đổi loại đó cần rất nhiều điểm tích lũy đấy. Ngươi có chắc là muốn đổi hết không? Trương Dịch sờ má, thản nhiên nói, ngoài thứ đó ra, ta tạm thời cũng không cần những thứ khác. Hơn nữa, hắn ta nham hiểm cười, đến lúc đó nếu thực sự đi vây quét thực nguyệt, vũ khí trang bị chẳng phải ta muốn lấy tùy ý sao? Ta không tin Chu Soái sẽ keo kiệt chuyện vũ khí bách lý trường thanh sửng sốt chỉ vào trương dịch không nhịn được nói ngươi ngươi tính toán thật là rõ ràng trương dịch vênh váo chắp tay sau lưng nhưng bách lý trường thanh đột nhiên nói một cách bí ẩn ngươi này ngươi vẫn còn coi thường tiềm lực của đại khu những thứ tốt thực sự không phải là thứ ngươi đã nhìn thấy đâu lời của bách lý trường thanh đã khiến trương dịch tò mò ý của ngươi là gì có gì nói thẳng đi ngươi biết ta không thích lời nói vòng vo trương dịch nói không hài lòng bách lý trường thanh cười nói thật vậy vũ khí làm từ adamati quần áo chiến thuật làm từ vật liệu hạt nano đều là những món đồ hay nhưng những thứ đó vẫn chỉ là vật ngoài thân chỉ có thể tăng cường thực lực cơ bản của chúng ta nhưng không thể tăng giới hạn chúng ta được lúc này trương dịch đã hiểu ra rồi ý của ngươi là thuốc ghe ngà trước đây chu chính từng dùng một hộp bột giặt nhỏ lừa dối dị nhân ngoại thành Nói đó là hợp chất số 2 có thể tăng cường dị năng Tính ra thì thứ đó cũng phải có trong danh sách đổi Tuy nhiên Trương Dịch không dám dễ dàng sử dụng thứ đó Những ví dụ về biên quân vũ còn thê thảm hơn nữa Mặc dù không lâu sau khi tận thế đến Thực lực của hắn ta đã tăng mạnh vô cùng Nhưng cũng phải trả giá đắt Lúc cuối biên quân vũ đã chết vì chấn thương bên trong cơ thể Trương Dịch luôn nghi ngờ rằng đó là do thuốc gen ở bạo tuyết thành gây ra Bách Lý Trường Thanh gật đầu. Sau khi tận thế đến thì khu vực chịu rất nhiều áp lực. Hồi đó toàn thế giới loạn hết cả lên, đủ loại sinh vật biến dị liên tiếp xuất hiện, ngay cả Bảo Tuyết Thành cũng khó mà giữ được bình yên. Bách Lý Trường Thanh hít sâu một hơi, có vẻ cảm khái. Là bảo vệ đại khu giang nam thì phải nhanh chóng có đủ sức mạnh để giữ ổn định cho đại khu. Còn thuốc gen thì thứ này thật ra đã được nghiên cứu từ nhiều năm trước rồi mục đích ban đầu là để ứng dụng vào lĩnh vực quân sự. Còn bây giờ dùng để thúc đẩy dị nhân biến dị. Nhưng mà loại thuốc này phải có đủ đối tượng thử nghiệm mới xác minh được hiệu quả. Trương Dịch nheo mắt, nhìn chầm chầm Bách Lý Trường Thanh. Nên các ngươi đã trở thành những người thử nghiệm, Bách Lý Trường Thanh thở dài, viên đội trưởng ở đội đầu tiên. Trương Dịch cười lạnh. Đúng rồi, để các ngươi thử nghiệm thì an toàn nhất nhất định phải là những người lính trung thành có sự đảm bảo đảm bảo sau khi có được sức mạnh mạnh mẽ thì sẽ không trở nên điên cuồng bách lý trường thanh giải thích lúc đó đó là cách làm bất đắc dĩ chúng ta không còn lựa chọn nào khác không thì có lẽ bạo tuyết thành đã không còn tồn tại rồi để có được hòa bình chúng ta cần phải trả giá hy sinh nhất định nếu cần phải hy sinh là quân nhân thì chúng ta sẽ không bao giờ lùi bước đôi mắt hắn lộ ra vẻ kiên định cho dù là tới tận thế nhưng đức tin trong lòng hắn vẫn còn trương dịch nhún vai ta không có tư cách đánh giá các ngươi được nói ra thì các ngươi đúng là rất vĩ đại hoặc có lẽ là lúc đó các ngươi cũng không còn lựa chọn nào khác nhưng ta chỉ quan tâm loại thuốc đó có tác dụng phụ hay không chỉ cần có một chút tác dụng phụ thôi thì đối với ta nó cũng vô dụng trương dịch tuyệt đối không cho phép những loại thuốc có thành phần không rõ ràng tiêm vào cơ thể mình bách lý trường thanh cười nói sau đó nhờ tiếp tục cải tiến, hiệu suất của thuốc dị năng ngày càng ổn định. Ngươi xem, cơ thể ta không có vấn đề gì cả." Hắn giơ cánh tay lên, vỗ mạnh vào hai cái cơ bắp ở bắp tay rắn chắc của mình. "Thôi bỏ đi, ta không cần lắm." Trương Dịch không do dự từ chối đề nghị của Bách Lý Trường Thanh. Bách Lý Trường Thanh đi tới, vỗ vai Trương Dịch. "Ta thấy ngươi có thể cân nhắc một chút, đổi một phần hợp chất số 5." Sắc mặt Bách Lý Trường Thanh nghiêm túc trương dịch liền hỏi là thứ gì bách lý trường thanh trả lời thuốc bột phát nó có thể khiến ngươi có được sức mạnh vô cùng lớn trong thời gian ngắn nhưng sau khi sử dụng nó sẽ xuất hiện nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng bình thường chỉ dùng khi trương dịch hiểu ra ý của bách lý trường thanh nói cách khác nó là thứ để giữ mạng đúng không bách lý trường thanh gật đầu bình thường ta đều mang theo một phần nếu rơi vào tình thế nguy cấp ta có thể dùng nó để bảo vệ mạng sống Tất nhiên, điểm đổi hợp chất số 5 rất cao, không phải ai cũng sử dụng được. Vì vậy, ta khuyên ngươi nên đổi một phần, vào lúc then chốt, nó có thể cứu ngươi một mạng. Trương Dịch đột nhiên quay ngoắt đầu lại, trừng trừng nhìn Bách Lý Trường Thanh. Thế lúc ở Thiên Hải thì sao? Tại sao các ngươi không sử dụng? Bách Lý Trường Thanh cũng bình tĩnh nói, nếu như ngươi không đưa cho biên đội trưởng băng phách thì có lẽ hắn đã sử dụng rồi. Hắn vuốt cằm, Nói cho đúng thì hiệu quả của băng phách dường như tốt hơn hợp chất số 5. Chỉ tiếc, loại chất xúc tác sinh học này có từ cơ thể người dị năng cấp epsilon, không thể sao chép được. Trương dịch có chút động lòng. Nếu đã có loại đồ tốt như vậy, đổi một phần mang theo người cũng không tệ. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ một mất một còn thôi mà, hai người bước vào thang máy, sau đó đi đến kho vũ khí của trung tâm chỉ huy tác chiến. Trên đường đi, Trương Dịch lại hỏi thêm về đội luân hồi sức mạnh của đội luân hồi thế nào, ý ngươi là so với đội hắc bào của các ngươi và đội thiên thần của đặng thần thông, không ngoại lệ, tới lúc vây quét thực nguyệt lần thứ ba, trương dịch sẽ hợp tác với những người kia. Tìm hiểu trước một số thông tin tình báo sẽ có lợi cho hành động. Bách Lý Trường Thanh nhắc đến đội luân hồi, trên mặt rõ ràng xuất hiện nụ cười. Theo lý thuyết, thực lực của sáu đội điều tra của Bảo Tuyết Thành ngang nhau, rất khó nói đội nào mạnh hơn. Nhưng mà, nếu xác nhận trong thực nguyệt có người sở hữu năng lực tiên tri vậy thì cử đội luân hồi đi đối phó với chúng là thích hợp nhất trương dịch tò mò hỏi tại sao lại nói như vậy bách lý trường thanh bí hiểm cười một tiếng cái này thì không thể nói cho ngươi biết bởi vì nó liên quan đến năng lực mà các thành viên của đội luân hồi sở hữu trương dịch cười thật ra khi ngươi nói thế nhiều ít gì ta cũng có thể đoán được một chút nhưng ta cũng không nói ra tên của đội điều tra không phải để tùy tiện gọi, phần lớn có liên quan đến đặc điểm của chúng. Đội điều tra hắc bào và đội điều tra thiên thần đều mang đậm màu sắc chủ nghĩa cá nhân. Đội Luân Hồi Lấy Luân Hồi để đặt tên. Hơn nữa còn nhắc đến việc đối phó với người sở hữu năng lực tiên tri của thực nguyệt. Vậy thì phần lớn cũng liên quan đến luật nhân quả. Hoặc thì là có thể chế ngự được tiên tri, hoặc thì là có thể thay đổi được nhân bắt bác, bác Lý Trường Thanh không nói, Trương Dịch cũng không vô lễ mà hỏi đi hỏi lại. Tuy nhiên, Bách Lý Trường Thanh lại nhích lại gần một cách bí ẩn, thì thầm nói với Trương Dịch, khi nào họ trở về, ta sẽ đưa ngươi đi qua xem thử. Ta dám đảm bảo, khi biết được đội trưởng của bọn họ là ai, ngươi sẽ rất kinh ngạc. Cô. Thật không? Vậy thì chúng ta cứ chờ xem thôi, Trương Dịch nhún vai. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng qua chỉ là một nhân vật nổi tiếng trong xã hội nào đó mà thôi. Hai người đi ra khỏi thang máy, tới tầng 1, đi về phía kho vũ khí ở phía sau. Lúc đi ngang qua cửa, Bách Lý Trường Thanh nhiệt tình chào hỏi một vị đại thúc trong coi kho. Ngô ca, hôm nay tới lượt ngươi trực ca à, đại thúc kia vừa nhìn thấy Bách Lý Trường Thanh thì lập tức tươi cười chào đón. Ừ, ơ. Người bạn bên cạnh ngươi sao trông hơi lạ lạ, là đồng đội mới à, đại thúc có tên ngô chính hằng nhìn trương dịch với ánh mắt đầy tò mò. Bách Lý Trường Thanh cười nói, "Đây là bạn tới từ thành phố Thiên Hải, tham gia hỗ trợ công tác cùng chúng ta. Hắn tên là Trương Dịch." Nói rồi, Bách Lý Trường Thanh lại giới thiệu người đàn ông trước mắt cho Trương Dịch. "Trương Dịch, đây là liên trưởng cũ của ta từ thời đầu nhập ngũ, Ngô Chính Hằng. Ngươi gọi thúc ấy là lão Ngô là được." Trương Dịch nhìn trước nhìn sau, đại thúc trông coi kho này trông cũng phải gần 60 tuổi rồi nhưng mà do tận thế nên con người già trông có vẻ già hơn, có thể tuổi thực của người này sẽ nhỏ hơn. Chẳng qua vóc dáng của đại thúc nhìn vẫn còn rắn rỏi. Chỉ có mái tóc hơi bạc trắng, trên mặt cũng có nhiều vết sương gió. Hắn cười chào hỏi, ngô đại thúc tốt, ngô chính hàng cười khẽ gật đầu, tuổi trẻ như vậy mà đã có thể lấy thân phận dị nhân ngoại thành tham gia hành động của bạo tuyết thành, người rất có năng khiếu đó, trương dịch cười ha ha, bình thường thôi, ta cũng chỉ là người bình thường thôi. Bách Lý Trường Thanh nói, Ngô ca, chúng ta còn bận việc, phải đi trước đây. Có thời gian ta mời ngươi đi nhậu, mắt ngô chính hằng sáng lên, được chứ. Đã lâu chúng ta không uống rượu với nhau rồi. Nhớ phải giữ lời đó đấy nhé, rượu ở Bảo Tuyết Thành rất đắt, người thường không thể tiêu thụ nổi. Vì vậy mời ai đó đi nhậu ở Bảo Tuyết Thành là một việc rất xa xỉ. Không thua kém gì thời kỳ trước tận thế mời ai đó đi ăn một bữa tiệc ở khách sạn năm sao. Bách Lý Trường Thanh cười nói, ha ha, không quên được đâu, hai người từ biệt ngô chính hằng rồi đi về phía kho vũ khí. Trương Dịch hỏi, đây là đồng đội trong quân đội của ngươi à? Sao trong trạng thái của hắn có hơi kỳ lạ đúng không? Sắc mặt Bách Lý Trường Thanh tối hẳn xuống. Trương Dịch, ngươi đoán xem hắn năm nay bao nhiêu tuổi, Trương Dịch suy nghĩ một lúc, trông như 50-60. 58, hắn chọn một con số trung bình. Nhưng Bách Lý Trường Thanh lại cười khổ một tiếng. Năm nay hắn chỉ mới có 46 tuổi thôi, trương dịch vô cùng kinh ngạc. 46 tuổi? Vậy mái tóc bạc trắng kia là sao? Bách Lý Trường Thanh nói, ta đã nói rồi mà. Những dị nhân đời đầu của Bảo Tuyết Thành, ngoài những người tự mình dị năng thì có một nhóm lớn là quân nhân tham gia thí nghiệm thuốc cải thiện ghen mà có được. Tương đối mà nói, bên đội trưởng biên quân Vũ là người thành công. Còn Lão Ngô thì là người thất bại thí nghiệm đó ảnh hưởng rất lớn tới thân thể hắn khiến cho chức năng cơ thể của hắn tổn thương nghiêm trọng thậm chí còn rút ngắn tuổi thọ đi rất nhiều chẳng qua hắn không thức tỉnh năng lực dị nhân cao tần cũng chiếu cố hắn cũng để hắn cứ đi làm người bảo vệ ở trung tâm tác chiến trương dịch im lặng không nói gì bạo tuyết thành từng có một lịch sử rất gian khổ và tàn khốc bách lý trường thanh đột nhiên cười nói thật ra kết cục như vậy của hắn vẫn chưa phải là tệ nhất đâu ít nhất cuộc sống cũng có thể đảm bảo. Còn có một nhóm anh em nữa, không chống chọi được với nỗi đau của thí nghiệm mà chết hết cả rồi, hai người vừa nói chuyện phím vừa đi tới kho vũ khí. Trương Dịch đưa thẻ điểm tích lũy của mình ra. Theo lời thiếu tá Yên Vân nói trước đó thì mức độ quyền hạn của Trương Dịch rất cao, có thể đổi được vũ khí trang bị và vật tư tốt hơn những dị nhân ngoại thành khác rất nhiều. Bách Lý Trường Thanh trực tiếp nói, không phải ngươi muốn bộ đồ chiến đấu màu đen kia sao? nói trực tiếp với hắn là được. Hắn nói với quan hậu cần khi quản lý kho, đổi bộ đồ chiến đấu kiểu SLRS-2, quan hậu cần thông qua thiết bị xem tích phân và cấp bậc của trương dịch, bình tĩnh nói, bộ đồ chiến đấu kiểu SLRS-2, tích phân đổi đồ là 50 triệu điểm, yêu cầu quyền hạn cấp A trở lên. Ngươi đã đáp ứng đầy đủ quyền hạn đổi đồ, số dư tích phân là 420 triệu điểm. Sau đó, hắn ta lại nhìn thấy một mục mới được thêm vào dữ liệu hệ thống đó là hạng mục đặc biệt phê chuẩn từ văn phòng thống soái những người khác đổi bộ đồ chiến đấu màu đen đều sẽ có hạn chế về số lượng ngay cả thành viên đội điều tra nếu bộ đồ chiến đấu chưa hỏng thì không được phép nộp đơn xin đổi bộ thứ hai nhưng lần này chu chính đặc biệt phê duyệt cho trương dịch cho phép đổi nhiều bộ đồ chiến đấu màu đen hơn không có hạn chế về số lượng đổi đồ của ngươi ngươi muốn đổi mấy bộ quan hậu cần hỏi trương dịch trương dịch suy nghĩ một lúc sau đó lại hỏi thăm về hợp chất số 5. Hợp chất số 5, quyền hạn của ta đủ đổi không? Quan hậu cần gật đầu. Hợp chất số 5, quyền hạn đổi đồ yêu cầu cấp A, tích phân đổi đồ là 100 triệu điểm. Ngươi đã đáp ứng điều kiện để đổi đồ, có muốn đổi hay không? Trương dịch không khỏi hít một hơi. Thứ đồ này lại còn đắt hơn cả bộ đồ tác chiến màu đen sao? Bách Lý Trường Thanh cười nói, ta đã nói rồi, đồ dùng để bảo vệ mạng sống thì không phải ai cũng đổi được đâu ngay cả ta cũng chỉ giữ lại được một phần mà thôi bất quá chỉ cần dùng một lần thì về cơ bản sẽ không còn lần nào nữa bách lý trường thanh phá lên cười nhưng trương dịch luôn cảm thấy nụ cười đó có chút chua chát ít nhất đối với hắn thì là như vậy có thể thấy được loại tác dụng phụ của hợp chất số năm này phải lớn đến cỡ nào nhưng trương dịch vẫn chọn đổi một phần ám chỉ một tác dụng phụ lớn đến cỡ nào đi chăng nữa chỉ cần đến thời điểm mấu chốt có thể bảo toàn mạng sống là được điều này hết sức quan trọng. Tuy nhiên, đối với Trương Dịch thì nó còn một công dụng quan trọng hơn, mang về nơi trú ẩn, để Chu Khả Nhi và Lục Khả Nhiên phân tích thành phần cấu tạo của nó, xem xem có tự sản xuất được hay không. Nhưng, dù đã đổi hợp chất số 5 thì Trương Dịch vẫn dành sự quan tâm lớn tới những loại hợp chất khác. Hắn tìm hiểu về công dụng và giá cả của những loại hợp chất khác. Quan hậu cần rất kiên nhẫn giới thiệu từng loại một cho Trương Dịch. Hợp chất số 1, công dụng là giúp người ta khai phá dị năng, có thể tăng khả năng thức tỉnh, tỷ lệ thành công tăng 20%. Đổi 150 triệu điểm. Bách Lý Trường Thanh thì thầm nhắc nhở, nó ghi là 20%, nhưng thực tế dùng thì hiệu quả rất bình thường. Trương Dịch gật đầu, xác suất thì ta hiểu mà. Hắn từng chơi rất nhiều trò chơi bốc thăm trúng thưởng. Hợp chất số 2, công dụng là tăng cường năng lực của dị nhân, có thể giúp dị nhân tiến hóa trong một chừng mực nào đó, nhưng bị giới hạn bởi khả năng vốn có của người sử dụng nên hiệu quả không thể biết trước. Đổi 120 triệu điểm Hợp chất số 4, thuốc kích thích quân sự, trong vòng 12 giờ sau khi sử dụng, có thể tăng cường 20% sức mạnh của dị nhân. Tác dụng phụ rất rõ rệt, có thể kèm theo các triệu chứng như chóng mặt, nôn mửa và mất nước. Đổi 20 triệu điểm Quan hậu cần giới thiệu xong các loại hợp chất khác. Nhưng Trương Dịch lại nhanh chóng phát hiện ra rằng hợp chất số 3 không có trong danh sách. Vậy hợp chất số 3 thì sao? Hắn hỏi. quan hậu cần lại bình tĩnh nhìn hắn. Hợp chất số 3 không có trong danh sách để đổi. Ồ! Khá bí ẩn đấy. Bách Lý Trường Thanh nói với hắn. Thuốc men do bộ phận nghiên cứu khoa học bào chế ra, có một số loại thuốc có công hiệu đặc biệt, không công khai ra bên ngoài. Ngay cả ta cũng không rõ công dụng, thậm chí còn chẳng biết chúng tồn tại, nhưng mà, mấy thứ đồ này đắt quá đi, Trương Dịch không khỏi thở dài. Ngoài thuốc kích thích ra, các loại thuốc khác mua một phần cũng phải tốn hơn 100 triệu điểm. Ban đầu, hắn cũng tưởng rằng mình nắm trong tay 420 triệu điểm, chắc chắn sẽ có thể tiêu pha thoải mái. Không ngờ sự thật lại tàn nhẫn đến vậy. Bách Lý Trường Thanh treo chọc hắn, nếu ngươi mà gia nhập đội điều tra thì sẽ được trở thành thành viên chính thức, những thứ này có thể được giảm giá ở trong nội bộ đấy, Trương Dịch bừng tỉnh, sở dĩ những thứ này đắt như vậy nguyên nhân lớn nhất là do được công khai ra bên ngoài binh lính và dân thường bình thường trong thành hoặc dị nhân ở ngoại thành nếu muốn đổi thì phải trả giá cao hơn nhưng đội điều tra và những đơn vị đặc biệt như yên vân thì lại có giá tốt hơn không còn cách nào khác tự mình mày mò ra thứ này thì có giá nội bộ cũng là chuyện bình thường trương dịch lén hỏi vậy ngươi đổi cho ta sau đó ta chuyển điểm cho ngươi được không bách lý trường thanh cười ngượng ngùng những vật phẩm đặc biệt này đều được ghi vào sổ sách làm việc chui chui chỗ này không khéo lại không được khôn ngoan cho lắm trương dịch bất đắc dĩ nhún vai hắn cân nhắc đi cân nhắc lại cuối cùng quyết định là không vội đổi chiến y màu đen dù gì đi làm nhiệm vụ sau thì lão chu dù thế nào cũng không thể nào keo kiệt vì một bộ chiến y hắn muốn đổi những loại thuốc này trước mang về cho lục khả nhiên chu khả nhi nghiên cứu vì thế hắn đổi bốn phần thuốc tổng cộng tiêu mất của hắn hết 390 triệu điểm. Trong tay chớp mắt chỉ còn 30 triệu điểm. Dù sao cũng không phải là con số nhỏ, đổi lấy thức ăn, vũ khí thông thường thì cũng đổi được rất nhiều. Nhưng trương dịch vốn không thiếu những thứ đó nên không cần thiết phải mua sắm gì nhiều. Sau khi trương dịch đổi đồ xong, trong lòng hắn chỉ muốn về thành phố Thiên Hải một chuyến, đem số thuốc này cho Lục Khả Nhiên và Chu Khả Nhiên nghiên cứu thử xem dù sao thành phố thiên hải cũng không xa nơi này đi về một chuyến chỉ mất hơn nửa ngày nhưng bách lý trường thanh đã ngăn cản trương dịch định về lại nơi ẩn nấu hắn ta cười bí ẩn nói ta thấy ngươi nên đi gặp những người trong đội luân hồi trước thì hơn tin ta đi ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng đâu trương dịch nhướng mày vẻ mặt tò mò ta không làm đội trưởng của cái đội liếm chó nào đó ngay cả khi phải hợp tác với đội luân hồi thì cũng không cần ta ra mặt Bách Lý lão ca, vị trí đội trưởng này vẫn nên để ngươi ngồi đi, Trương Dịch miễn cười vỗ vai Bách Lý Trường Thanh. Bách Lý Trường Thanh cười khổ, ngươi tưởng ta không muốn sao. Nhưng năng lực không đủ, cố gồng gánh trách nhiệm là một tội ác. Hắn ta lắc đầu, trong lòng thậm chí còn có chút hối hận về lòng tham lúc trước. Ngoại trừ ngươi, chẳng ai thích hợp làm đội trưởng thiên cẩu hơn nữa. Trương Dịch nói, bồ cho nên ngươi mới muốn ta đi gặp những người trong đội luân hồi cũng không hẳn là như vậy nụ cười của bách lý trường thanh càng nồng đậm hơn chủ yếu là đội trưởng đội luân hồi là bạn của ta ta muốn giới thiệu cho hai ngươi gặp mặt bạn sao trương dịch biểu môi được thôi nếu thế thì cũng chẳng mất mát gì khi đi gặp hắn ta một chút bách lý trường thanh nói tốt vậy ngươi cùng ta qua đó đi hôm nay bọn họ sẽ trở về đợi gặp xong hắn ngươi xin chu soái rồi hãy về thành phố thiên hải vì tôn trọng vẫn nên nói với chu chính một tiếng trương dịch không có ý kiến gì hắn cấp thuốc vào không gian dị năng của mình cùng bách lý trường thanh rời khỏi trung tâm chỉ huy tác chiến chiếc xe của bách lý trường thanh đổ ở bãi đậu xe bên ngoài hai người qua đó lấy xe nhưng khi đi qua ngã tư bỗng nhiên nhìn thấy trên đường có từng chiếc ô tô nhanh chóng chạy qua thậm chí còn có người vui vẻ chạy về hướng thành đông thính lực của trương dịch cũng tạm ổn mơ hồ nghe thấy họ đang nói gì đó tiểu đội luân hồi chiến thắng trở về rồi đúng là niềm kiêu hãnh của người dân bình thường họ lại một lần nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này so với họ thì đội thiên thần ai bảo chỉ những đại thiếu gia kia mới có thể lập công lập nghiệp con cái nhà bình thường chúng ta cũng chẳng kém họ cao trường không hắn chính là niềm kiêu hãnh của chúng ta ta đã nói từ lâu hắn còn xuất sắc hơn đặng thần đồng nhiều trương dịch trơ mắt nhìn một đám người mặc áo lông vũ chạy về hướng thành đông trong số đó còn có một đám con gái dương cao lá cờ miệng hô vang khẩu hiệu không rõ ràng có vẻ như là với lời hẹn của chàng mãi không quên lời chàng hứa cả đời giữ trọn trương dịch có chút ngây người đến thời đại này rồi mà còn có văn hóa hâm mộ cuồng nhiệt lợi hại như vậy sao bách lý trường thanh lái xe ra thấy trương dịch ngây người không khỏi cười nói thế nào mở mang tầm mắt chưa trương dịch chỉ vào nhóm con gái chạy qua họ không cần đi học sao rảnh thế hả bách lý trường thanh giải thích những cô gái chạy ra ngoài đón đội luân hồi này hoặc là cha mẹ ở nhà làm nghề nghiệp cao cấp tiếp đủ điểm tích lũy để nuôi sống họ hoặc là bách lý trường thanh suy nghĩ một chút bất đắc dĩ nhún vai chính là người bình thường nhưng vì đuổi theo ngôi sao mà bất chấp tất cả đi thôi họ khá mạo hiểm, lỡ vì trốn việc mà không tích đủ điểm, họ chỉ có thể ngủ ngoài đường rồi, thậm chí ngay cả điểm mua thức ăn, nước nóng và điện cũng không còn. Trương Dịch nhìn bóng lưng họ đi xa, không khỏi nhớ đến câu khẩu hiệu họ hô. Cao trường không, chẳng lẽ là cao trường không đó sao, bách lý trường thanh gật đầu, đúng vậy, chính là cao trường không đó, cao trường không, cái tên này ở hoa tư quốc gần như ai cũng biết. Hắn ta không phải là một ngôi sao đỉnh lưu gì cả, mà là một vận động viên bóng rổ cực kỳ xuất sắc Đầu tiên là thống trị trong nước Sau đó vào NBA Khoác áo đội xích thành Hồng Thái Dương Rét sung Đảm nhiệm vị trí tiền đạo trong 12 năm Đồng thời sở hữu 3 chiếc nhẫn vô địch Trương Dịch quay đầu nhìn Bách Lý Trường Thanh trong xe Cao Trường Không Là đội trưởng của đội Luân Hồi sao Bách Lý Trường Thanh gật đầu Trong mắt hắn lóe lên tia sáng Giống như ánh mắt của những cô gái trẻ kia Đúng rồi hắn ta là một nhân vật rất tuyệt vời trương dịch không chơi bóng rổ nhiều cho lắm nhưng vẫn nghe tên tuổi của cao trường không như sấm bên tai về cơ bản những ai chơi bóng rổ hẳn đều sẽ rất mến mộ cao trường không trương dịch không nhịn được thở dài không phải hắn ta là kẻ thắng cuộc đúng nghĩa sao dù là trước hay sau tận thế hắn ta vẫn luôn xuất sắc và rực rỡ như vậy bách lý trường thanh nói nhìn khắp toàn bộ bạo tuyết thành cao trường không là một trong những nhân vật có lượng người hâm mộ cao nhất mặc dù so với phú nhị đại siêu cấp đặng thần đồng xuất thân của hắn ta khá bình thường và cũng không có nhiều tài nguyên như vậy nhưng xét về mức độ ảnh hưởng đối với người dân bình thường hắn ta có thể còn nhỉnh hơn trương dịch vốn không phải người đuổi theo thần tượng nên không tiện đánh giá điều gì nhưng nghĩ cũng phải thể chất bẩm sinh của loại siêu sao thể thao này chắc chắn rất lợi hại nếu sau khi biến dị mà mạnh hơn một chút cũng không phải điều quá bất ngờ trương dịch vô cùng bình tĩnh ngồi lên ghế phụ bách lý trường thanh khởi động xe chạy dọc theo đường cao tốc về hướng thành đông càng tiến gần về thành đông thì đường càng trở nên đông đúc ở bão tuyết thành hậu tận thế này điều này khá khó có thể tưởng tượng nhưng trương dịch có thể nhìn thấy ánh mắt phấn khích và mong đợi của người hâm mộ ở khắp nơi trong tai hắn tràn ngập những lời khen ngợi cao trường không cùng đội luân hồi. Hắn cũng không khỏi nghĩ rằng, có lẽ sự nhiệt tình này có liên quan đến sự kiện vây bắt thực nguyệt thất bại hay không nữa. Và cấp cao bạo tuyết thành có thể cố tình thúc đẩy chuyện này để xoa dịu sự bất mãn trong lòng dân chúng. Nhờ có biển số xe đặc biệt của Bách Lý Trường Thanh mà cả hai đều có thể dễ dàng di chuyển trên suốt chặng đường. Chỉ cần nhìn thấy biển số xe của Bách Lý Trường Thanh, dù trước mặt có tắc nghẽn đến đâu cũng đều chủ động nhường đường cho họ. Bên trong Bão Tuyết Thành, hệ thống phân cấp rất chặt chẽ, không phải chuyện đùa. Chiếc xe chạy đến cổng thành, cuối cùng Trương Dịch cũng thấy bóng dáng đội Luân Hồi. Hai chiếc xe trượt tuyết đã được ở trước cổng, cửa xe mở ra, vài thành viên đội đang đứng ở cửa xe, vẫy tay chào bên ngoài. Một nhân viên của Bão Tuyết Thành cầm một biểu ngữ màu đỏ lớn, từ trên bức tường thành cao 30m của Bão Tuyết Thành rủ xuống tận mặt đất. Nhiệt liệt chúc mừng đội Luân Hồi đã tiến quân đến Bắc Đình Hồ, chiến thắng trở về hai bên đường là vô số người hâm mộ cuồng nhiệt đang reo hò phấn khởi hô lớn tên họ tên được hô nhiều nhất tất nhiên là cao trường không chiếc xe của trương dịch dừng lại bên đường bách lý trường thanh nói với hắn rằng không thể tiến lên nữa bây giờ là sân nhà của đội luân hồi họ phải khiêm nhường một chút không thể chiếm hết ánh hào quang của họ ồ trương dịch nhà nhạt đáp lại nhưng hắn cũng không thấy bóng dáng cao trường không đâu có lẽ vẫn ngồi trong xe chưa xuống một lát sau hắn lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Bộ trưởng chiến đấu đồ vân liệt, cùng với vài quan chức cấp cao bên cạnh hắn ta. Sau khi những người này xuất hiện, cao trường không cuối cùng cũng bước xuống rời khỏi xe. Hắn ta khá cao lớn, theo số liệu chính thức là 1m96. Trương Dịch đánh giá hắn ta, người này luôn nở nụ cười ôn hòa, trông rất rạng rỡ. Thể hình khỏe mạnh, luôn duy trì luyện tập rất tốt, không giống như những ngôi sao bóng rổ khác dễ bị béo phì sau khi được nghỉ hư mái tóc xoăn tự nhiên xõa xuống, trông rất tây. Sự xuất hiện của cao trường không chắc chắn lại gây ra một đợt la hét và reo hò. Đồ vân liệt đại diện cho bảo tuyết thành khích lệ cao trường không vài lời, sau đó rời đi, nhường sân khấu này cho cao trường không và đội luân hồi. Nhưng ánh mắt của cao trường không lại nhìn về phía chiếc xe của bách lý trường thanh đang đậu ở không xa đó. Biển số xe vô cùng bắt mắt, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Cao trường không mỉm cười, giơ tay chào về phía này, ra hiệu cho Bách Lý Trường Thanh qua đó. Bách Lý Trường Thanh cười nói với Trương Dịch, đi thôi. Qua chào họ một tiếng. Trương Dịch mở cửa xe, cùng Bách Lý Trường Thanh đi xuyên qua đám đông về phía đó. Những khán giả xung quanh nhìn Trương Dịch với vẻ mặt kinh ngạc. Người này là ai thế? Trông khá lạ mắt. Mặt mới, người bên cạnh hắn ta hình như là Bách Lý Trường Thanh của đội Hắc Bào. Eo đội hắc bào giờ cũng tàn tạ quá rồi. Đội thiên thần lại, vẫn là yên tâm nhất về đội luân hồi. Ai nói con cái nhà người dân bình thường như chúng ta không bằng mấy đứa quý tộc kia, một số người dân trong thành phố nhìn cao trường không với vẻ mặt thân thiện, rạng rỡ giữa đám đông, trong lòng nảy sinh cảm xúc tự hào. Cao trường không xuất thân trong gia đình bình thường, cũng không phải xuất thân quân đội. Có thể nói, hắn chính là đại diện của việc người dân thường cuộc khởi ở bão tuyết thành, câu chuyện nửa đời của hắn vô cùng truyền cảm hứng do đó hắn có uy tín rất cao trong lòng người dân người thành này không biết có bao nhiêu thiếu nữ là phan hâm mộ của hắn thậm chí nhiều cô gái riêng tư còn nói trạng thái lý tưởng nhất chính là gã cho đặng thần thông sau đó để cao trường không làm tình nhân một là tổng tài bá đạo có tiền có quyền có sắc một là thánh kỵ sĩ ánh trăng sáng ấm áp đầy tài năng Trương Dịch rốt cuộc cũng cảm nhận được sức hấp dẫn của thần tượng đối với người hâm mộ. Tuy nhiên đây cũng được tính là chuyện tốt. Sau thế giới tận thế, người ta không còn sùng bái những tiểu thịt tươi, mà là những chiến sĩ anh dũng không biết sợ. Không biết sau này bản thân có được hưởng đại ngộ này hay không. Hắn đi chậm hơn Bách Lý Trường Thanh một bước, cũng không muốn mình quá nổi bật. Nhưng ánh mắt của Cao Trường không ngược lại vẫn đảo qua hắn một lúc. Có chút thân phận thì không giấu nổi. Ngươi xuất hiện ở đâu thì chính là nơi đủ chói mắt. Bách Lý Trường Thanh sải bước đến, cười lớn rồi ôm choàng lấy Cao Trường Không. "Lão Cao, chúc mừng nhé. Chuyến đi Bắc Đình hồ lần này không gặp rắc rối gì chứ?" Cao Trường Không cười nói, "Cũng tạm, thực lực của sinh vật lần này tuy mạnh, nhưng không có đầu óc. Chỉ là dưới trướng nó có khá nhiều thế lực, thế nên chúng ta mới hao tổn không ít thời gian." Hắn ta nhìn về phía Trương Dịch, Vị này là, Bách Lý Trường Thanh vội giới thiệu Trương Dịch, để ta giới thiệu với ngươi, hắn tên là Trương Dịch. Là dị nhân ở Thiên Hải, về câu chuyện của hắn thì rất dài, để khi nào rảnh chúng ta lại bàn tiếp. Mặc dù Bách Lý Trường Thanh giới thiệu rất đơn giản, nhưng trong mắt Cao Trường không không hề có chút xem thường nào. Người mà Bách Lý Trường Thanh có thể đích thân lái xe đưa tới, thì ít nhất cũng phải là người có thực lực ngang hàng với hắn ta. Là một cao thủ cao trường không đưa ra quyết định trong lòng như vậy hắn ta chủ động tiến đến giơ tay phải về phía trương dịch trương dịch chào ngươi ta là cao trường không đội trưởng đội luân hồi trương dịch nhìn vào tay phải của hắn ta thấy đeo một chiếc găng tay bằng da màu đen trương dịch cũng đeo găng tay liền bắt tay hắn ta cao đội trưởng ta đã nghe danh ngươi từ lâu quan sát cao trường không trương dịch tiện thể quan sát luôn cả các thành viên đội luân hồi biệt đội luân hồi, thành viên tổng cộng có 9 người. Nhưng đáng chú ý nhất, chính là hai người bên cạnh cao trường không. Đứng bên trái phía sau hắn là một người phụ nữ cao ráo dịu dàng, mái tóc dày đen ống ả buông dài tới tận hông. Mái tóc dài như vậy rất hiếm thấy, vì thế cũng rất hút mắt. Kết hợp với thân hình và gương mặt xinh đẹp của cô, rất dễ khiến người ta say đắm. Còn bên kia là một người đàn ông đẹp trai, tóc chẻ ngôi, hai tay đút trong túi trên di mặt hắn ta lúc nào cũng phản phất ba phần ngông cuồng, ba phần lạnh lùng, ba phần bất cần và một phần khinh thường. Cao trường không quay mặt về phía mọi người, lớn tiếng nói, cảm ơn, xin cảm ơn mọi người. Chúng ta đã bình an trở về, cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Tiếng hò reo lại vang lên xung quanh. Trong đám đông có người hét to lên, ca ca, trong ngươi xử lý tiểu nghe hồng đi, vấn đề này vừa xuất hiện thì lập tức thổi bùng lên cảm xúc của những người xung quanh đa phần mọi người vì cảm xúc mà khinh thường cực độ đất nước nghe hồng này giờ đây thấy bạo tuyết thành hai lần chiến bại ở chiến dịch thực nguyệt lòng vô cùng phẫn quốc lúc này đều mong cao trường không có thể ra mặt vì đại khu giang nam vì toàn bộ dân tộc hoa mà đoạt lại thể diện cao đội trưởng đánh chết tụi tiểu nghe hồng đánh cho chúng tôi tả đi bọn tiểu nghe hồng đó thật quá đáng ghét nghe những lời bàn tán này trong lòng trương dịch cảm thấy có chút vô cảm làm sao đám người này có thể hiểu được, thực nguyệt rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, luôn ấp ủ trái tim kiêu ngạo, coi thường đối thủ của mình, chỉ có thể khiến bản thân rơi vào sự hạn hẹp của việc tự đóng cửa bảo thủ. Yếu đuối và thiếu hiểu biết không phải là rào cản của sự sống còn, mà sự kiêu ngạo thì có. Cao Trường không nghe xong lời này, ánh mắt có chút khác thường, nhưng hắn ta không trả lời yêu cầu của người hâm mộ, chỉ cười và xua tay. Sau đó hắn nói với Bách Lý Trường Thanh và Trương Dịch, ta sẽ đến tổng bộ trước để báo cáo nhiệm vụ với chu soái sau đó chúng ta hãy tìm một nơi uống vài ly nhé ta vẫn luôn ở bên ngoài tiện thể hỏi thăm các ngươi về những chuyện xảy ra gần đây ở bạo tuyết thành bách lý trường thanh gãi đầu ngươi đã chiến thắng trở về lẽ ra trên trường nên mở tiệc ăn mừng cho ngươi mới phải cao trường không lắc đầu ta đã từ chối rồi lúc tổng bộ gọi ta về ta đã nghe được một số chuyện về thực nguyệt bây giờ không thích hợp để khoa trương quá đà dễ gây hiểu nhầm cho người khác đội thần thiên thương vong thảm trọng đặng thần thông tử trận cả đặng gia và tình trạng của trung tâm tác chiến đều không được tốt lắm nếu đội luân hồi ăn mừng rầm rộ làm sao mọi người không nghĩ rằng đây là hành động khiêu khích cố ý cao trường không cân nhắc rất chu đáo sẽ không phạm phải sai lầm này nếu đã vậy lát nữa chúng ta tụ họp nhỏ thôi bách lý trường thanh cười nói Trương Dịch không nói gì, hắn ta không thích nói chuyện phím quá nhiều trước mặt người lạ. Trước khi chưa hiểu rõ về người khác, nói ít có thể tránh mắc lỗi hơn, ít nhất sẽ không để lộ điểm yếu của bạn. Cao Trường không căn dặn một số đồng đội phía sau, đặc biệt là phó đội trưởng của hắn ta, tức là nam tử ngôi giữa tên Tế Dư Thân nói, ta đi xe của họ. Tế Dư Thân nhìn Trương Dịch một hồi lâu rồi gật đầu. Cao Trường không lên xe bách Lý Trường Thanh, hắn ta ngồi ở ghế phụ, trương dịch ngồi ở hàng ghế sau xe hướng về phía trung tâm chỉ huy tác chiến sau khi buổi lễ chào đón kết thúc những người hâm mộ cũng trở về vị trí làm việc của mình niềm vui chỉ là tạm thời trong phần lớn thời gian họ vẫn phải liều mạng làm việc vì cuộc sống trên đường đi cao trường không và bách lý trường thanh trò chuyện rất thoải mái trương dịch có thể nhận ra mối quan hệ giữa họ thực sự không tệ cao trường không đã hỏi bách lý trường thanh về thực nguyệt bách lý trường thanh thở dài chuyện đó thật không lạc quan chút nào hắn kể lại toàn bộ sự việc cho cao trường không nghe bao gồm cả nhiệm vụ thất bại lần trước cao trường không sau khi nghe xong cũng nhăn mặt ngay cả đặng thần thông cũng thất bại sao bách lý trường thanh nói ngươi vào lúc này mà trở về nếu không có gì bất ngờ xảy ra nhiệm vụ sẽ rơi vào đầu ngươi ngươi nên chuẩn bị tâm lý đi cao trường không cười cười ánh mắt nghiêm trọng nhưng bề ngoài lại thản nhiên chúng ta là người bảo vệ trật tự của đại khu Giang Nam, bất kể kẻ nào muốn làm xáo trộn sự yên bình và thanh tĩnh của vùng đất này, cho dù đối thủ có lợi hại đến đâu, chúng ta cũng sẽ ra tay mà không hề sợ hãi. Bách Lý Trường Thanh gật đầu, nhưng lần này, rõ ràng Tổng Bộ đã tăng cường mức độ coi trọng đối với thực nguyệt. Những người được bạo tuyết thành cử đi chắc chắn sẽ tăng thêm, lát nữa ngươi mà gặp chu soái hắn chắc chắn sẽ nói với ngươi điều này. Hơn nữa, thực nguyệt trong trận chiến đó cũng chịu không ít tổn thất mặc dù tổ trưởng của chúng đã giết được đặng thần thông nhưng bản thân hắn ta cũng bị thương không nhẹ hơn nữa họ đã thương vong năm người nói đến đây bách lý trường thanh giơ ngón tay cái về phía ghế sau còn người đằng sau ta chính là người một mình hạ gục bốn thành viên của thực nguyệt lời của bách lý trường thanh khiến cho cao trường không nhịn không được quay đầu lại quan sát kỹ trương dịch hắn vừa mới trở về từ bên ngoài chưa hiểu rõ tình hình cụ thể đương nhiên cũng không biết trương dịch đã làm điều gì nhưng giờ đây bách lý trường thanh lại nói có đến bốn thành viên của nguyệt thực bị thương vong đều là do một dị nhân bên ngoài thành phố gây ra điều đó khiến cao trường không không khỏi chấn động trương dịch xua tay đừng nói quá lên như vậy có hai người chỉ là ta tiện tay nhặt xác thôi bách lý trường thanh thở dài thật sự chỉ là nhặt xác thôi sao hắn hiểu rõ rằng dù Kamiya Oido và Akuto Shinichiro bị Trương Dịch ra tay đánh lén ở trạng thái sung sức thì cũng không thể là đối thủ của hắn. Cao Trường không cười. chuyện này cũng không có gì lạ. Trung Hoa đại địa của chúng ta rộng lớn bao la, nhân lực dồi dào, anh tài xuất hiện lớp lớp. không phải chỉ có những người được sinh ra tại các thành phố lớn hay có gia thế tốt mới có thể có năng lực mạnh mẽ. lúc này Trương Dịch mới nhớ ra. Cao Trường không cũng xuất thân từ một gia đình bình thường. Những lời này của hắn, dường như có chút ý tứ đồng cảnh ngộ. Ba người tán gẫu đôi câu, nhưng với tư cách là người lính, Bách Lý Trường Thanh và Cao Trường không đều có sự đề phòng. Bách Lý Trường Thanh không nói cho Cao Trường không biết rằng, tổng bộ sẽ thành lập một đội nhỏ, thiên tẩu. Cao Trường không cũng giữ lại rất nhiều điều về nhiệm vụ mà hắn thực hiện lần này. Còn Trương Dịch, không phải là người thích nói nhiều với người lạ, từ đầu đến cuối chỉ đáp vài câu không nói gì thêm một lát sau xe đã đến trung tâm chỉ huy tác chiến cao trường không đi gặp chu chính còn trương dịch và bách lý trường thanh thì ở phòng nghỉ dưới tầng vừa uống trà vừa đợi hắn đi ra thời gian cao trường không ở trong phòng làm việc của chu chính không lâu lắm bởi vì thông tin chi tiết về nhiệm vụ thực ra đã được nộp lên tay chu chính trước cả khi họ trở về thành phố mà truy thế chỉ trò chuyện đơn giản về nội dung nhiệm vụ khen ngợi thành tích của Cao Trường không, rồi bắt đầu bàn luận về chuyện của Nguyệt Thực. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.